Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ở tập này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về món mực tuộc nướng sa tế ớt nha mọi người. Mực này thì được đánh bắt ở biển quê hương mình luôn nha mọi người ơi. Mực này thì trước khi mua về thì mình sẽ làm sạch sẽ này các nhớt và các vết bẩn ở trên các xúc tua của mực. Sau đó thì mình rửa sạch nha để ráo. Sau đó thì mình sẽ cho tầm 1 kg mực thì gồm có một hộp sa tế nha, và một ít mì chính đường bóp đều lên. Sau đó chúng ta sẽ bắc than hoa lên và chúng ta sẽ bắt đầu cho than hừng lên, thì chúng ta sẽ bắt đầu nướng nha mọi người. Để mực được chín thì chúng ta cần trở đều hai mặt và nướng trong vòng từ 20 đến 25 phút nha mọi người. Mực này thì rất là tươi và ngon luôn ạ. Mực này thì là được đánh bắt ở quê biển mình và có giá trung bình từ 170 đến 250 nha mọi người. Mực rất là tươi, khi mua về thì nó đã còn sống luôn mọi người ạ. Rất là ngon luôn. Mực tuộc thì rất là ngon và có nhiều cách chế biến khác nhau, như là mực tuộc nướng sa tế, mực tuộc hấp xả, mực tuộc đem xào cũng rất là ngon nha mọi người. Cái này thì mọi người làm một bát muối ớt này, chấm ăn bao phê luôn nha mọi người, kẹp với rau sống nữa, trông rất là hấp dẫn, rất là mờ lem luôn nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình bắt đầu nướng mẻ thứ hai nha mọi người. Mình đã hoàn thành xong mẻ thứ nhất và bắt đầu nướng mẻ thứ hai. Mẻ thứ hai của mình thì cũng nướng y chang mẻ thứ nhất nha mọi người. Mọi người có thấy được độ tươi ngon của con mực của mình không ạ? Trông rất là ngon luôn đúng không mọi người? Ở quê mình thì là quê biển cho nên là đồ hải sản không bao giờ thiếu mọi người. Và bây giờ là mực nướng, món mực nướng của mình đã hoàn thành. Mình bày ra đĩa và cắt này. Ngoài ra mình có một bát nước chấm sốt hải sản và một bát muối tiêu nha mọi người. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bye bye. Mong rằng mọi người sẽ luôn luôn yêu quý và ủng hộ mình. Nếu mọi người yêu quý mình thì hãy share bài và subscribe, bấm nút like cho mình nha. Bye bye.